Ruồi lính đen, côn trùng có ích cho môi trường. Hiện nay, ruồi lính đen được nuôi nhiều để xử lý rác hữu cơ và phân thải vật nuôi và mang lại hiệu quả rất tích cực. Vì thế ruồi lính đen được mệnh danh là loài côn trùng có ích cho môi trường. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về mô hình thú vị này nhé. Ấu trùng ruồi lính đen được sử dụng để xử lý rác thải. Bởi ấu trùng ruồi lính đen được biết đến như là một kẻ phàm ăn nhất, với cấu trúc miệng lớn và mạnh, ấu trùng này ăn tất cả các chất thải hữu cơ. Vì đâu ruồi lính đen được gọi là côn trùng có ích, chỉ bằng phương pháp ăn vào và tiêu hóa, ấu trùng có thể đem đến một phương pháp xử lý rác thải hiệu quả. Do phàm ăn nên ấu trùng ruồi lính đen ăn tất cả các chất thải hữu cơ một cách nhanh chóng trước khi các hợp chất hữu cơ tạo ra mùi hôi. Chính vì thế, phương pháp sử dụng ruồi lính đen để xử lý rác thải không gây ra mùi hôi. Khi ăn, ấu trùng thải ra một lượng phân rất nhỏ so với khối lượng chất thải chúng ăn vào, nên phương pháp này cũng không tạo ra nguồn nước thải. Theo nghiên cứu, ấu trùng có thể làm giảm từ 80 đến 90% lượng chất thải cùng bất kỳ các mầm bệnh nào. Chi phí thu gom, vận chuyển và chôn lấp chất thải hữu cơ được giảm thiểu rất đáng kể so với các phương pháp khác. Do lượng chất thải hữu cơ nhanh chóng được giảm thiểu và tái chế thông qua ấu trùng, ưu điểm của phương pháp xử lý phân và rác thải trang trại bằng loài côn trùng có ích này, không gây ra mùi hôi, không tạo ra nguồn nước thải, không tạo ra hiệu ứng nhà kính, lại làm giảm thể tích chất thải đến 90%. Sâu non của ruồi lính đen còn tiết ra chất pheromone ức chế sự sinh sản của ruồi nhà, góp phần giảm sự phát triển của quần thể ruồi nhà. Ấu trùng ruồi lính đen được dùng làm nguồn thức ăn đầy dinh dưỡng, giàu protein, canxi, phốt pho, để vỗ béo gà. Phân ấu trùng ruồi lính đen còn lại trông như bã cà phê, màu đen hoặc nâu đậm và nhuyễn, được xem như là một loại phân hữu cơ, giàu dinh dưỡng và nhiều lợi khuẩn, có thể dùng để bón bổ sung cho cây trồng hoặc cải tạo đất bạc màu. Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ thông tin sản phẩm cũng như tư vấn về ruồi lính đen.